thôn Đồng Quan, xã Lương Thiện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ nhận thức của người dân chưa đồng đều. Việc ra mắt mô hình địa chỉ tin cậy, hỗ trợ bảo vệ phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình sẽ là nơi tiếp nhận, tạm lánh, hỗ trợ chăm sóc y tế, vật chất tinh thần, tư vấn cho nạn nhân và người gây bạo lực tìm ra các giải pháp chấm dứt hành vi bạo lực. Đây là một tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng nhằm tránh rủi ro về sức khỏe, tính mạng, giảm thiểu được hậu quả của bạo lực gia đình. Cũng là nơi để các hội viên phụ nữ gặp gỡ, chia sẻ, tháo gỡ những mối bất hòa của nạn nhân. Qua đó, truyền thông kiến thức, các chính sách pháp luật liên quan đến các hành vi bạo lực gia đình, đặc biệt là các điều khoản xử phạt hành chính, xử lý hình sự cho các hành vi liên quan để ngăn chặn, xử lý đúng pháp luật khi vụ việc xảy ra. Tôi thấy là thành lập cái địa chỉ tin cậy này rất là thiết thực với chị em phụ nữ. Thời gian tới là chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, nâng cao cái nhận thức và của người dân trong cái công tác là phòng chống bạo lực gia đình. Đối với xã Lương Thiện thì nó thuộc là xã đặc biệt khó khăn đấy, và cả thám thôn thì cũng thuộc đồng bào dân tộc thiểu số. Thì cái mục đích khi thành lập địa chỉ tin cậy này nhằm giúp cho tuyên truyền cho nhân dân về cách phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới, và phòng chống các tệ nạn và các tảo hôn liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Theo quy chế hoạt động của mô hình địa chỉ tin cậy này, các thành viên tuyên truyền cho cộng đồng dân cư về vấn đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ kịp thời cho người bị bạo lực, đảm bảo nguyên tắc kịp thời, an toàn, bảo mật thông tin. Mô hình này đang ngày càng có phần nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong hoạt động phòng chống bạo lực gia đình, đặc biệt là bảo vệ trẻ em phụ nữ, những người yếu thế trong xã hội. Năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Dương triển khai ra mắt 7 mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Thông qua mô hình này thì chúng tôi cũng thực hiện cái việc là tuyên truyền về nội dung về bạo lực gia đình cũng như là tảo hôn, hoặc là tuyên truyền về hôn nhân cận huyết thống để nhằm mục đích là tuyên truyền những cái nội dung đấy để đối với lại địa phương thì sẽ không xảy ra những vấn đề này, nhằm giúp cho hộ gia đình là phát triển kinh tế. Mô hình địa chỉ tin cậy đã góp phần nâng cao vai trò vị thế của Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ đối với đời sống hội viên, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng và bảo vệ cho em phụ nữ khi bị bạo hành, góp phần tích cực vào công tác phòng chống bạo lực gia đình vì sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, tăng cường công tác phối hợp với các cấp các ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và thực hiện những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trong năm 2024 và những năm tiếp theo.